Vâng, em chào tất cả các bác nha. Nay ngày 1 tháng 9 nha, hưởng ứng chuẩn bị ngày lễ. Em đã về một số sản phẩm dây loa, dây AV, dây nguồn Acophay. Dây nguồn Acophay hiện tại chỉ còn một bộ nha bác, dòng dây loa thì rất là nhiều. Em AV thì sáng nay về được 20 bộ. Thì có bác nào chốt mấy ngày trước thì alo lại cho em nha. Bác nào lấy cứ trực tiếp nhắn tin vào thì hai số điện thoại là cứ trực tiếp alo cho em. Em ship hàng tận nơi cho các bác nha. Những sản phẩm này thì các bác cứ ở nhà hàng tới thì các bác thanh toán thôi, tại nó không đáng bao nhiêu. Như dây AV thì một bộ là dây 1 mét nha các bác, 1 mét một bộ là giá 900.000, dây nguồn cũng 900.000, còn dây loa thì nó 2.400.000, 2.400.000 một bộ. Dây loa là dây 2,5 mét, còn dây nguồn là 1,5 mét, còn dây AV là 1 mét. Em báo lại giá cho các bác để các bác tham khảo nha. Dây AV là 900, dây nguồn cũng 900 và dây loa là 2.400.000, đã bao gồm phí ship hết cho các bác nha. Đây, AV sáng nay về số lượng cho các bác nè. Đây các bác, dòng này dòng kỷ niệm 40 năm thành lập của hãng nha. 40 thành đấy. Chắc là chất lượng nha. Giá 900.000 một bộ mà dây nguồn chỉ còn một bộ thôi. Đây. Dây nguồn 900 và dây loa thì đậu bạc chuối nha các bác. Đậu bạc chuối hết. Và giá là 2.400.000 một bộ nha. Đấy, các bác nào chốt thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Hoặc dây AV rất là sang trọng luôn nha, cầm rất là êm. Dây nguồn là 1,5 mét nha các bác, cũng giá 900 như dây AV luôn. Đấy, số lượng về sáng nay 20 bộ, còn dây loa thì khoảng 10 mấy bộ thôi. Các bác nào chốt thì cứ alo cho em nha, qua hai số điện thoại này, em ship hàng tận nơi cho các bác.